Trải qua hơn 3 tháng, giải sao mai 2022 đã khép lại bằng đêm chung kết xếp hạng đầy ấn tượng khi đã chọn ra 3 gương mặt tài năng giành giải nhất cho 3 dòng nhạc. Trịnh Văn Núi giải nhất phong cách nhạc nhẹ, Phạm Thị Lan Quỳnh giải nhất phong cách nhạc thính phòng và Lê Thị Minh Ngọc giải nhất phong cách nhạc dân gian. Thưa quý vị khán giả thân mến, giờ là lúc chúng ta sẽ cùng trò chuyện với 3 quán quân của sao mai 2022 ở 3 dòng nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và dân gian. Chúc mừng ba bạn đã hoàn thành phần thi của mình với một thành tích rất là tuyệt vời ở vị trí quán quân. Cảm xúc ngay lúc này, một điều gì đó còn đọng lại trong đêm chung kết vừa qua đối với ba bạn lúc này là gì? Dạ, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn và thật sự rất xúc động. Riêng về phần thi của em thì em chỉ dám tự tin vào tầm 40%. Rất là hạnh phúc và rất là bất ngờ mà khi mà tên của mình được sướng lên là quán quân sao mai năm nay thì em cảm xúc bây giờ vẫn chưa biết nói thế nào cho nên lời luôn. Khi mà em bước được vào đêm chung kết xếp hạng, bản thân em đã cố gắng nỗ lực 200% rồi. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì em cũng rất là vui và hạnh phúc. Với Lan Quỳnh ở dòng nhạc thính phòng, thực sự là phần công bố kết quả của bạn làm cho rất nhiều khán giả, trong đó có tôi, đau tim một chút. Lúc đấy cũng hơi lặng một xíu. Lúc em bước lên thì em vẫn nghe theo anh Tùng anh nói thì em vẫn bước lên. Xong sau đấy anh ấy đọc Nguyễn Thị Vân Anh thì lúc đấy em òa khóc. Em với Minh Ngọc òa khóc bởi vì hai chị em là cùng phòng với nhau và đã động viên nhau, đi cùng nhau rất nhiều. Cảm xúc đó bây giờ em vẫn còn. Sau đó một cảm xúc thật là xúc động. Và cái lúc mà sướng tên chị Lan Quỳnh giải nhì, em cũng lặng người một lúc. Cũng để chúc mừng bạn Vân Anh. Nhưng cuối cùng sau đấy là ngược lại tình thế. Và sau đấy thế là em phải quay sang em ôm chị Quỳnh ngay lập tức và em đã òa khóc ngay lúc đấy. Ngay sau đấy là em lại được sướng tên là quán quân nên em cũng òa khóc tiếp. Với hai vòng thi trong đêm chung kết ngày hôm nay, vòng hát đơn và vòng song ca của những nghệ sĩ khách mời, thì tôi nghĩ rằng vòng hát đơn là vòng hát mà các bạn được tự chọn ca khúc của mình. Đó sẽ là nơi mà các bạn thể hiện được cái tôi của mình nhiều nhất trong âm nhạc. Tại sao các bạn lại lựa chọn ca khúc đó ở trong vòng hát đơn? Nó có ý nghĩa gì với các bạn? Đối với em, ca khúc này em đã nghe từ rất lâu rồi ạ. Ca khúc này là một nhạc Nga được phổ lại lời Việt bởi chị Minh Hiền. Và chị ấy phổ lời bài này rất hay, rất tình cảm. Và có lẽ là em bị chìm trong nhân vật đó. Và em muốn rằng là đêm cuối cùng này là một cơ hội rất lớn được để em được có thể đem cảm xúc của mình và đem tất cả những gì mình có đối với ca khúc này để mang lên sân khấu và trình diễn đến với khán giả. Hơn nữa là ca khúc này cũng là một ca khúc dành cho riêng cho giọng nữ cao và rất là thuận lợi cho giọng em hát. Và đó cũng là một thế mạnh của em. Trong thời gian này thì miền Trung đang gặp một cái cơn bão rất là căng. Một cái bài hát để có thể là gửi gắm một chút tình cảm của mình đến cho nhân dân miền Trung. Ở vòng đầu tiên thì là em đã hát ca khúc Sông ơi đừng chảy của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Và từ lúc đó thì có một cái cơ duyên giữa em và nhạc sĩ. Thì nên là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã viết cho em ca khúc Non nước này. Có một thử thách nho nhỏ nhé, dành cho ba quán quân của chúng ta, đó là hãy hát một câu hát theo ba phong cách của ba dòng nhạc mà các bạn đã dự thi. Sẵn sàng không ạ? Xin mời mọi người đến với ca khúc Đường lên đỉnh Vinh Quang phong cách nhạc nhẹ. Cùng treo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời. Cùng treo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trong đời. Cùng treo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời. Cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Núi, cảm ơn Ngọc. Thưa quý vị, ba thí sinh, ba quán quân của sao mai 2022, hãy chào khán giả của chúng ta nào.